God. Mất không thôi. Bích tối nữ thì nhiêu tiền ký chung? Tối nữ 50, tối 30. Đúng tối nữ à, chứ không phải là tối lai đâu. Tối lai không có muối à. Này là bao muối rồi bao ngon. Cho con một trái đi. Trái nhỏ vừa vừa trước thôi. Cơm sữa hay cơm vàng? Nó hai loại. Một loại cơm hơi trắng trắng, còn cơm vàng. Cái nào cũng ngọt béo. Để cho con cơm vàng đi. Cơm vàng đây. Có cơm vàng đi. Bên đây bao nhiêu một ký chú? Cái nào? Cái này bao nhiêu ký? 50 ngàn. Đúng ký luôn. Thôi bao muối mà bao ngon. Cua luôn nha. Rồi vậy cua cho con luôn đi. À đây, muối rất là ngon không? Thấy không? Bao muối mà bao ngon. Tối nữ là có hột. Còn nó bán tối nữ tầm 7 là không có hột. Muối ít lắm. Ngon đấy. Thử thức đi. Chú mẻ một chai 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 mà chai dầu còn còi chú. Dầu này hả? Dạ chứ. Dầu xanh ruột tím nè. Đâu chai dầu nào ngon hả chú? Dầu này là ngon rồi. Đó, dầu xanh ruột tím á. Có mình tôi có thôi. Đó. Dầu xanh ruột tím hả chú? À. Ruột vàng là thường xuyên có. Ăn nè em. Có chua ngọt mà không thanh không? Chua nha, dạ đó. Chua không? Chua ngọt mà nó thanh ngọt. Thơm thanh lắm. Chứ phải như trong kia. Nó thì ngọt nhưng mà nó lợ lợ. Bóc. Dâu này không, nhưng mà tại vì cô ăn mít rồi đó. À, ăn mít rồi là ăn mít rồi hết ngon rồi. Dạ. Nè, buộc vàng. À, chưa? Mít là hết rồi. Dạ rồi. Chặt cho em trái nữa đi anh. Rồi để đưa qua đó anh điện rồi là đi qua. Em nhắn tin địa chỉ cho.